Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27 tháng 10 và sáng ngày 28 tháng 10, lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 10 Crystal Palace vs Tottenham, lịch thi đấu V-League vòng 2. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27 tháng 10 và sáng ngày 28 tháng 10, lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 10 Crystal Palace vs Tottenham, lịch thi đấu V-League vòng 2, Viettel vs Thanh Hóa. Báo Thế Giới và Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27 tháng 10 và rạng sáng ngày 28 tháng 10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 10 02h00 ngày 28 tháng 10, Crystal Palace vs Tottenham. Lịch thi đấu V-League vòng 2 19h15 ngày 27 tháng 10, Viettel vs Thanh Hóa, FPTV. Lịch thi đấu hạng nhất Việt Nam vòng 2 16h00 ngày 27 tháng 10, Đồng Tháp vs Đà Nẵng. 17h ngày 27 tháng 10, Bình Phước vs Phú Thọ. 17h ngày 27 tháng 10, Long An vs Đồng Nai. Lịch thi đấu La Liga vòng 11 02h00 ngày 28 tháng 10, Girona vs Celta Vigo. Lịch thi đấu Serie A vòng 10 01h45 ngày 28 tháng 10, Genoa vs Salernita VTV Cup, Up On. Lịch thi đấu Bundesliga vòng 9 01h30 ngày 28 tháng 10, Bochum vs Mainz VTV Cup, Up On. Lịch thi đấu League 1 vòng 10 02h00 ngày 28 tháng 10, Roman Food vs Nice Up On. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Saudi Arabia vòng 11 22h00 ngày 27 tháng 10, Andres vs Al-Fateh FC. 22h ngày 27 tháng 10, Antai vs Andrija. 1h ngày 28 tháng 10, Angelo vs Al-Ali. Lịch thi đấu G-League 1 vòng 31 17h00 ngày 27 tháng 10, Nagoya Grampus S vs Sagan Tosu. Lịch thi đấu hạng 2 Đức vòng 11 23h30 ngày 27 tháng 10, Eintracht Frankfurt vs Fortuna Düsseldorf. 23h30 ngày 27 tháng 10, Greuther Fürth vs VfL Osnabrück Kekiri. Lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 23 19h15 ngày 27 tháng 10, Pederm vs Kuala Lumpur. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Indonesia vòng 17 15h00 ngày 27 tháng 10, Persib Kediri vs Persebaya Surabaya. 19h ngày 27 tháng 10, Barito Putera vs Persikabo 1973. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Australia vòng 2 15h45 ngày 27 tháng 10, Brisbane Roar FC vs Sydney FC. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bulgaria vòng 15 18h00 ngày 27 tháng 10, Slavia Sofia vs Krumurat. 20h30 ngày 27 tháng 10, PSC CSKA Sofia vs Ada Kajali. 23h ngày 27 tháng 10, Bero vs Levski Sofia. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Croatia vòng 13 23h00 ngày 27 tháng 10, Slaven vs Hajduk. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ba Lan vòng 13 23h00 ngày 27 tháng 10, Konakis vs Persani Polomis. 1h30 ngày 28 tháng 10, LKS Lus vs Granit Chabi. Lịch thi đấu Serie B vòng 11 01h30 ngày 28 tháng 10, Cittadella vs Cremonese. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bỉ vòng 12 01h45 ngày 28 tháng 10, ST Trident vs Rove Kep de Molenbeek. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vòng 9 02h15 ngày 28 tháng 10, Aruka vs Morians. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vòng 10 00h00 ngày 28 tháng 10, Hatayspor vs Kayserispor. 0h ngày 28 tháng 10, Kasimpasa vs Istanbulspor. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Hà Lan vòng 10 01h00 ngày 28 tháng 10, Vitesse vs TSC Yolo. Lịch thi đấu hạng 2 Tây Ban Nha vòng 13 02h00 ngày 28 tháng 10, Eibar vs Valladolid. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Guatemala vòng 14 09h00 ngày 28 tháng 10, Antigua Guatemala vs Coban Ingredient. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Colombia vòng 19 06h00 ngày 28 tháng 10, Atlético Huila vs Santa Fe. 8h10 ngày 28 tháng 10, Tolima vs Union Magdalena. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Costa Rica vòng 17 08h00 ngày 28 tháng 10, Santos Sierra Pais vs CSK Tigers. 9h ngày 28 tháng 10, Ak Municipal Liberia vs Sporting San Jose. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Mexico vòng 14 08h00 ngày 28 tháng 10, Necaxa vs Pumas. 10h ngày 28 tháng 10, Magellan FC vs Querétaro FC. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ireland vòng 35 01h45 ngày 28 tháng 10, Cork City vs Derry City. 1h45 ngày 28 tháng 10, Cebu vs UCD. 1h45 ngày 28 tháng 10, Dundas vs Bohemian FC.
2 giờ ngày 28 tháng 10, ST, Partick Athletic vs Shamrock Rovers.